Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã trục xuất tổng cộng 85 nhân viên đại sứ quán của Pháp, Tây Ban Nha và Italia để đáp trả động thái tương tự của các nước này. Số nhân viên ngoại giao bị trục xuất gồm 34 nhân viên ngoại giao của Pháp, 27 nhân viên ngoại giao của Tây Ban Nha và 24 nhân viên ngoại giao Italia. Ba nước trên nằm trong số các quốc gia châu Âu đã trục xuất tổng cộng hơn 300 nhà ngoại giao Nga kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong một số trường hợp, các nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp mặc dù Nga đã bác bỏ việc phần lan và thụy điển từ bỏ chính sách trung lập đã duy trì hàng thế kỷ của mình để xin gia nhập tổ chức bắc đại tây dương nato đang tạo ra các biến động to lớn đối với cấu trúc an ninh của châu âu tuy nhiên hiện tại thì nato vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về việc có nên bắt đầu cuộc đàm phán về tư cách thành viên với thụy điển và phần lan do vấp phải sự phản đối trong nội bộ khối Các đặc phái viên đã có cuộc gặp tại trụ sở của NATO ở Brussels khi các đại sứ của Phần Lan và Thụy Điển chính thức gửi đơn đăng ký gia nhập liên minh quân sự này, đánh dấu một trong những sự thay đổi lớn nhất về địa chính trị và điều đó có thể khiến bản đồ an ninh châu Âu bị vẽ lại theo cách chưa từng có. Phần lớn trong số 30 nước thành viên của NATO đều hoan nghênh yêu cầu của hai quốc gia Bắc Âu. Tuy nhiên, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia cũng đã bày tỏ sự phản đối kết nạp hai thành viên mới này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định Phần Lan và Thụy Điển phải thể hiện sự tôn trọng hơn nữa đối với quan điểm của Ankara về chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho biết, việc từ chối chấp thuận kết nạp Phần Lan và Thụy Điển sẽ chuyển sự chú ý của dư luận quốc tế sang những vấn đề mà cộng đồng Croat ở nước láng giềng Bosnia-Herzegovina đang phải đối mặt. Bất chấp những rào cản trên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, Chúng tôi quyết tâm giải quyết tất cả các vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng. Các cuộc gặp gỡ, đối thoại và tiếp cận ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề sẽ được tiếp tục. Ngay sau khi nộp đơn gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác trong việc mua sắm quốc phòng để có thể gia nhập NATO cả Phần Lan lẫn Thụy Điển đều cần có sự ủng hộ của cả 30 quốc gia thành viên thuộc liên minh. Quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập của hai nước Bắc Âu có thể sẽ kéo dài một năm, dù Phần Lan và Thụy Điển được cho là đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành thành viên NATO. Thưa quý vị, nồng độ khí nhà kính, mực nước biển dâng, nhiệt độ đại dương và axit hóa đại dương đều lên các mức kỷ lục mới vào năm 2021. Đây là những dấu hiệu rõ ràng nữa cho thấy các hoạt động của con người đang gây ra những thay đổi trên trái đất trong đại dương và trong khí quyển trên quy mô toàn cầu với những tác động có hại và lâu dài đối với sự phát triển bền vững và các hệ sinh thái. Báo cáo tình trạng khí hậu toàn cầu năm 2021 vừa được Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO công bố cho thấy 7 năm qua là 7 năm ấm nhất được ghi nhận nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm 2021 cao hơn khoảng 1,11 độ C so với mức trước công nghiệp. Thiên tai do biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ đô la Mỹ, đe dọa cuộc sống của người của người dân trên toàn thế giới và gây ra thiệt hại nặng nề cho cuộc sống của con người, đồng thời gây ra những cú sốc cho an ninh lương thực và an ninh nguồn nước. WMO nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư lâu dài cho công tác phòng ngừa thiên tai là rất cần thiết, nhưng hiện chưa đến 50% các nước thành viên của WMO có hệ thống này. Thưa quý vị, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev, Ukraine đã mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các hoạt động lãnh sự sẽ chưa được nối lại ngay và khuyên cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với toàn bộ các khu vực ở Ukraine vẫn tiếp tục được duy trì. Đại sứ quán Mỹ ở Kiev đã đóng cửa ngày 14 tháng 2, 10 ngày trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhiều nước phương Tây bao gồm Pháp, Anh và Đức cũng đã mở lại đại sứ quán của mình ở Kiev trong vòng 1 tháng qua sau khi quân đội Nga rút quân khỏi khu vực phía Bắc và di chuyển tới phía đông Ukraine. Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên minh quân sự NATO. Động thái gia nhập NATO của hai nước này sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với cấu trúc an ninh của châu Âu trong nhiều thập kỷ, phản ánh sự thay đổi quan trọng về lập trường tại khu vực Bắc Âu kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 vừa qua. Phát biểu về báo giới sau khi nhận đơn xin gia nhập từ các đại sứ của hai quốc gia Thụy Điển và Phần Lan, Tổng thư ký hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh nguyện vọng của hai nước trở thành thành viên của NATO. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh yêu cầu gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, các bạn là đối tác thân thiết của chúng tôi. Đây là một ngày tốt lành trong thời điểm quan trọng đối với an ninh của chúng tôi. Đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ được tất cả 30 thành viên của NATO xem xét. Quá trình này dự kiến kéo dài 2 tuần. Trước đó, Tổng thống Tổ nhĩ Kỳ Tây Erdogan đã bày tỏ sự phản đối trước kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Nếu vượt qua rào cản này và các cuộc đàm phán kết nạp diễn ra suôn sẻ, hai nước có thể trở thành thành viên của NATO trong vòng vài tháng. Hiện NATO đang muốn nhanh chóng kết nạp Thụy Điển và Phần Lan trong bối cảnh Nga đẩy mạnh cuộc tấn công tại Ukraine. Trước đây, Phần Lan và Thụy Điển đều duy trì quan điểm trung lập về quân sự. Động thái gia nhập NATO của hai nước này sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với cấu trúc an ninh của châu Âu trong nhiều thập kỷ, phản ánh sự thay đổi quan trọng về lập trường tại khu vực Bắc Âu kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 vừa qua. Trước đó, Liên minh châu Âu cũng đã tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Phần Lan và Thụy Điển nếu hai quốc gia này bị tấn công trong thời gian chờ đợi để được gia nhập NATO nếu một quốc gia bị tấn công trên lãnh thổ của mình nếu có một cuộc tấn công vũ trang chống lại một quốc gia thành viên của liên minh châu quốc gia này có thể yêu cầu liên minh châu tương trợ và các quốc gia thành viên khác cũng có nghĩa vụ tương trợ bằng tất cả các khả năng đây là điều rõ ràng sau quyết định mang tính lịch sử xin gia nhập nato cả phần lan và thụy điển đang nỗ lực tìm kiếm sự bảo trợ an ninh cho đến khi trở thành thành viên chính thức của nato hai quốc gia lớn của eu là pháp và đức cũng đã có các tuyên bố mạnh mẽ sẽ sát cánh cùng thụy điển và phần lan trong khi thành viên quan trọng nato là anh trước đó đã ký với phần lan và thụy điển thỏa thuận hỗ trợ an ninh trong trường hợp bị tấn công về phần mình, trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phản ứng của Nga phụ thuộc vào mối đe dọa cụ thể mà NATO gây ra, đồng thời vạch ra làn danh đỏ là không chấp nhận NATO triển khai cơ sở hạ tầng quân sự tại Thụy Điển và Phần Lan. Thưa quý vị, dữ liệu của chính phủ Mexico cho thấy số người mất tích ở nước này theo thống kê chính thức đã tăng lên hơn 100.000 người. Số liệu chính thức trên được đưa ra trong bối cảnh các nhóm gia đình kêu gọi chính quyền Mexico hành động nhiều hơn nữa để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do vấn nạn bạo lực có liên quan đến tội phạm có tổ chức ở nước này. Số liệu thống kê quốc gia về những người mất tích của Bộ Nội vụ Mexico có từ năm 1964 và được cập nhật định kỳ. Trong hai năm qua, tỷ lệ này đã tăng từ khoảng 73.000 người lên hơn 100.000 người, hầu hết là nam giới các nhóm nhân quyền và gia đình của những người bị mất tích đã báo động và kêu gọi chính phủ Mexico khẩn trương thực hiện các cuộc tìm kiếm và điều tra hiệu quả hơn. Số trường hợp mất tích tại Mexico đã tăng đột biến kể từ năm 2007, sau khi cựu Tổng thống Felipe Calderón cử quân đội tiến hành những chiến dịch chống lại các băng đảng buôn bán ma túy, gây ra làn sóng bạo lực mà chính quyền hiện tại vẫn đang phải vật lộn giải quyết. Một báo cáo vào tuần trước tiết lộ rằng số trường hợp người di cư bị mất tích ở Mexico đã tăng gấp gần 4 lần vào năm 2021 so với con số năm 2020. Thưa quý vị, Ấn Độ đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Bang Gujarat ở quốc gia này chứng kiến nắng nóng khủng khiếp với mức nhiệt trung bình trên 43 độ C. Thậm chí nắng nóng khiến hàng chục con chim trên trời rơi xuống đất do kiệt sức. Các bác sĩ thú y tại Quỹ Từ Thiện Gipdea, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với nhiệm vụ chính là bảo vệ các loài chim, cho biết việc hàng loạt các con chim đang bay tự rơi xuống đất chết do nắng nóng dẫn tới kiệt sức là chuyện hiếm gặp. Trong tháng 4, một bệnh viện thú y ở thành phố Ahmedabad cho biết họ đã điều trị cho khoảng 2.000 con chim. Nhiều con trong số này bị gãy cánh do rơi từ trên cây hoặc rơi từ trên không xuống đất. Đa số chim đều trong tình trạng kiệt sức và mất nước nghiêm trọng do nắng nóng Đợt nắng nóng năm nay ở Ấn Độ trùng với thời điểm kết thúc mùa sinh sản của một số loài chim. Theo giới chuyên gia, những loài chim như bồ câu, diều hông đang có nguy cơ chết hàng loạt do nắng nóng, do thói quen bay cao. Những con chim do quỹ từ thiện GPA cứu hộ sẽ được cho ăn vitamin và uống đủ nước trước khi thả về tự nhiên. Tuy nhiên, cứ 4 con chim được gửi tới các trung tâm cứu hộ của GPA thì lại có một con không qua khỏi do mất nước nghiêm trọng hoặc biến chứng đi kèm.